Con Linh Dương hả? Mình sẽ tô con Linh Dương này và khán giả mọi người tô nha. Đầu tiên mình sẽ tô là màu đen. Cái màu đen nha. Chúng là con của nhà ai nhỉ? Nhưng sao em cứ luôn có cảm giác giống như chúng là con của chúng ta vậy? Giống chúng ta quá mà. Lẽ là ý trời muốn chúng ta là bố mẹ của chúng rồi. Tôi biết sừng nó màu đen. Con người che chở bảo vệ chúng ta là trên vương cửa phu nhà. Phải đấy, chúng ta người đàn con về hang thôi anh. Chào các con, chúng ta về nhà thôi. Đôi vợ chồng khá, tự dưng có một đàn con nên lấy làm mừng rỡ lắm. Chỉ là đem chăm sóc cho bầy nồng nọc và đi khoe với các loài thủy tộc đó là các loài thủy tộc thấy nồng nọc giống cá chê con quá nên đều tin là thật. Có lẽ là đàn con của chúng ta đã nở rỡ. Tôi đều nha. Anh đã thấy các con chưa? Cái này sẽ là màu hả? Nâu rồi ta. Tôi màu nâu nha. Mình tao tự viết chưa mọi lần. Đó. Tôi đều nha. Nào, đếm qua đây, đếm qua đây nào. Giỏi lắm, đúng rồi. Tôi cho đều. Các con kêu rồi em ơi. Ôi, các con. Thì cả các con đang ở đây. Các con ơi. Tôi được chưng nha. Đó, cho tôi cho đều. Và tiếp tục câu nha. Hai bên ban đầu còn cãi lý, sao không ai xảy ra hậu đả. Vợ chồng tôi điều mà nào? Không lặn dở dưới nước nên bị vợ chồng cá chê đánh cho tơi bời, thương tích đầy mình, đành phải bỏ chạy. Tơ đều màu nâu. Rồi đó, sẽ tôi cho đều. Tôi đều nha. Để khi tô mọi người nhớ tôi cho kỹ nha. Tôi đều. Mình sẽ cố gắng tô cho nó kỹ nha. Đó. Tôi cho đều nha. Đó. Đó tôi nha. Chúng ta và sống quanh chúng ta từ khi sinh ra cho đến giờ cơ mà. Tôi đều nghe.
Dạ, xin tôi cho đi. Vậy là mọi chuyện đã rõ ràng. Bây giờ đọc là con của nhà cấp. Chỉ là đợi dạy đời khác nó sẽ thành hình dạng chú cấp. Phải bà mọi chồng nhà cái thật lên. Lại gian như lấy con của họ. Đó, xin tôi cho đi. Cứ làm phép trước mà làm thôi. Người đâu? Họ nên mọi chồng nhà dê ra là một trăm đó cho ta. Mọi chồng nhà cấp. Tôi đều. Vậy là cuối cùng vợ chồng nhà gốc cũng đã được hoàn tụ với các con của mình. Ông chồng cố gắng tôi cho nó hiệp đều nha. Và đánh vợ chồng dê một trăm nơi. Vì vậy cho nên đầu cá dê mới đẹp nét như ngày nay. Đồng tục nhãn quang là tà mắt, uống là hết tất tần tần các bệnh để bắt mua này các bác ơi. Tú này mới muốn như này quen. Hai anh em và bầy khỉ. Tôi chưa đều. Ngày xưa ngày xưa, một phút máy nữa xong rồi. Có hai anh em, cha mẹ mất sớm, để lại cho hai người một cơ ngơi cũng khá ở trong vùng. Người anh tham lam muốn chiếm lấy toàn bộ gia tài. Ngày trước cha có dặn anh cho em cẩn thận, chia tài sản cho em để hoàn thiện làm ăn rồi lập gia đình. Giờ anh sắp lấy vợ, cũng đã đến lúc anh em ta chia tài sản ra ở riêng rồi. Vâng, anh nói phải. Em xin nghe lời anh. Tiếp giờ tạo. Anh cũng như vậy. Của cải cha để lại có ba giống. Giống đực, giống cái và giống con. Vì em bé bỏng nên anh nhường cho tất cả đồ đạc giống đực khỏe mạnh để mà làm ăn. Còn giống cái và giống con yếu đuối để phần anh. Em thấy sao hả? Vâng, anh dạy thế nào thì em xin nghe theo ạ. Được. Vậy thì anh cái đôi nha. Đây là cái nhà của anh. Đây là cái tủ này, cái bàn, cái ghế này của anh. Đây là con trâu, con bò này của anh hết. Anh, cái này, cái bừa này của anh nốt. Cái này của anh, con này cũng của anh. Tôi bài dễ tổ. Còn cái này chữa này phần chú. Thế là chữa này. Xong rồi nhé. Cảm ơn anh. Thì mình đã tô xong nha. Thì đây chính là thành phẩm bức tranh tô về con Linh Dương gì của mình đó ha. Cảm ơn mọi người đã xem và hẹn gặp mọi người trong những clip tiếp theo nha. Bye bye.